quên đấy. Cũng bởi vì tôi. Tại sao? Thiên đại ca, kỹ cô cô là vị hôn thê của Ân Lực thúc đẩy, nhưng người đàn bà họ Đinh nói cổ sanh ra một đứa con với người đàn ông khác, thiệt hay là giả? Đừng tin người đàn bà họ Đinh đó nói vậy hả? Ừ, tới chừng đó đệ sẽ kêu Ân Lục thúc của đệ cho bà biết tay. Nè, với đừng bao giờ nhắc chuyện này tới Ân Lục thúc của đệ hả? Hơn nữa những lời nói khó nghe này đừng nói cho người ta biết, biết chưa? Huynh sợ bà nói là thiệt phải không? Huynh cũng không biết. Đại ca, tại sao ở chỗ này lại có nhiều bướm bướm như vậy? Loại bướm này không phải là bướm tầm thường, tất cả đều có thể trị bệnh cho sư thúc của ta. Hồ Thanh Ngư chính là ở trong thâm sơn u cốc này, đã trồng vô số thuốc bắc, lúc qua nở hấp dẫn nhất thì nhiều bướm bướm đến hút mật. Bây giờ hãy coi cây khô dưới nước kìa. Nè, đừng coi thường mấy cây khô này. Nghe nói sư thúc thường hay cho bệnh nhân lên mấy cái cây này để mà trị bệnh đó. Mấy cây này đã cứu lại không ít anh hùng hảo hán. Coi kìa, chính là cái cây ở chính giữa đó. Đi qua cái đám cây này thì sẽ tới ngay. Ồ, ý, bướm bướm. Thế, ý, thế, thế, bướm bướm. Thiệt có quá nhiều bướm bướm. Ý, Thương đại ca. Hả? Phía trước có một căn nhà lá. Phải. Coi kìa, căn nhà lá đó là nhà của sư thúc huynh. Thiệt là đẹp. Đúng. Đẹp lắm. Lát nữa mình đợi bến đò lên trển thì gặp sư bá. Một lát nữa sư bá của ta sẽ trị bệnh cho đệ. Ổng tên là gì? Ổng tên là Hồ Thanh Nghiêu. Đệ phải cẩn thận, con người của ổng lục thân bất nhẫn, trừ phi là ổng có thiện cảm với đệ. Phải ngoan ngoãn nghe lời, có biết chưa? Bái kiến sư bá. Sư bá. Hồ sư bá. Con là Từng Ngộ Xuân đây. Đó lại. Sư bá. Sư bá. Nó tên là Trương Vô Kỵ, con trai của Trương Ngũ Hiệp của phái Võ Đan. Phái Võ Đan à? Dạ. Người dẫn nó tới đây làm gì? Sư bá chuyện là như vậy. Thái sư phụ của đứa nhỏ này Trương Tâm Phong có cứu cô một mạng, cho nên con muốn sư bá phá lệ một lần cứu nó. Người cũng biết làm người quá hả? Trương Tâm Phong cứu đâu phải là ta. Sư bá, cha của đứa nhỏ này không chịu bán đứng huynh đệ, thà là tự vẫn, là một nam tử hán rất tốt. Nam tử hán? Thiên hạ có thiếu gì nam tử hán? Ta chữa trị được bao nhiêu người? Nó không phải là phái Võ Đàn thì thôi, nếu như là người của danh môn chính phái thì cần gì phải đến đây kiếm cái loại tà ma ngoại đạo này. Không phải Hồ sư bá, mẹ của đứa nhỏ này chính là con gái của Ân giáo chủ Bạch Mi Ân Dương. Nó cũng có phần nửa, cũng coi như là người ở trong bổn giáo của chúng ta. Hả? Điệt nhi của Bạch Mi Ân Dương à? Dạ. Nếu là như vậy, để ta coi rồi hãy nói. Cái chân của ta tê quá. Để muốn đi về. Nhóc con. Tê quá.
Xưa nay ta có một quy luật, không chữa bệnh cho người ngoài danh môn chánh phái. Nhưng mà ngoại tổ của ngươi là Bạch Mi Ân Dương, lẽ ra là một trong tứ đại hộ pháp của mình giáo. Sau đó hắn đã tự sáng ra Thiên Ngừng giáo, cũng coi như là một chi phái của mình giáo. Ta trị bệnh cho ngươi coi như cũng không phải phá lệ. Nhưng mà ngươi phải hứa với ta, sau khi ngươi khỏe lại, ngươi nhất định phải đến tìm Bạch Mi Ân Dương Ân giáo chủ, đi theo ngoại tổ của ngươi, từ đó gia nhập vô Thiên Ân giáo. Không thể làm đệ tử của phái võ đạo. Tôi không chịu. Như vậy tức là sao? Hồ tiên sinh, mẹ của con là đường chủ của Thiên Ân giáo. Con nghĩ Thiên Ân giáo cũng tốt, nhưng mà thái sư phụ có nói với con không thể vào ma giáo. Con đã hứa rồi, không thể nuốt lời. Cha của con là đệ tử võ đàng, cho nên con là đệ tử của phái võ đàng. Nếu như con hàm sống sợ chết, miễn cưỡng nghe lời của ông, dù ông chữa trị con khỏe, thì trên thế gian này lại có thêm một người bất tín. Một đứa nhóc con mà nói chuyện có đầu có đuôi, giống hệt như một anh hùng hảo hán. Ngươi về đi. Trong cửa của Hồ Thanh Ngu này không thể có người đi. Vô Kỵ, đừng có đi. Vô Kỵ. Ây da, Vô Kỵ làm cái gì vậy? Nghe tôi nói nè, đừng có năn nỉ ở. Mình với cô ta hết đời này đến đời kia cũng là anh hùng hảo hán. Để hứa với Hồ Sư Bá trước đi, còn về bên Trương Chân Nhân mọi việc hãy để cho ta. Hả? Thưa đệ ca, đệ không muốn lấy mạng của huynh để đổi mạng của đệ. Vô Kỵ, Vô Kỵ trở lại đi. Trở lại đi. Vô Kỵ, Vô Kỵ trở lại đi. Đệ ra, trở lại đi. Đừng có năn nỉ ông ta. Đừng có năn nỉ nè, Vô Kỵ. Đừng, Vô Kỵ, đệ đã từng hứa với Trương Chân Nhân, đệ tự có hứa rồi. Như vậy nghĩa là sao? Phải cứu mạng đứa nhỏ này. Con tuyệt đối để cho người chánh phái nói là người minh giác của mình không có giữ lời hứa. Đệ tử cầu xin sư bá hãy cứu lại. Cầu xin sư bá cứu Vô Kỵ thôi. Cầu xin sư bá. Không cần phải đổi mạng của đệ. Đệ không muốn ông ta chữa. Chúng ta một người đổi một người, sư bá đâu có lỗ lạ gì. Đệ không muốn đâu. Buông ra, không cần chữa. Đệ phải đi đây. Vô Kỵ, Vô Kỵ, hãy nghe Quỳnh nói. Vô Kỵ, Vô Kỵ, nghe Quỳnh nói. Vô Kỵ à, hãy nghe Quỳnh nói. Sao lại điểm quyền của đệ? Mau giải quyền cho đệ đi. Đường đệ ca, nếu quân đệ Vô Kỵ trao cho sư bá, con xin cáo từ. Con đi kiếm danh y khác. Trên thiên hạ này ngoài Hồ Thanh Ngu ra không còn ai có thể cứu được người đâu. Sư bá thấy chết mà không cứu thì sẽ có sư điệt đáng chết. Được, ngươi nói một người đổi một người, ta có hứa với ngươi à. Hai người ta cũng không cứu. Trúng hàng độc này lâu như vậy mà quả nhiên chưa chết. Nhất định là tên lão đạo Trương Tam Phong đã dùng công lực thâm hậu đi giữ mạng của nó, trừ phi là thần tiên hạ phàm mới có thể cứu được lại mạng của nó. Hàng độc của Huyền Minh thần trưởng phát ra trong cuộc đời này của ta chưa từng thấy qua. Vì trúng loại độc này mà quả nhiên còn sống được lâu như vậy. Hơn nữa còn nhập vô ngũ tạng lục phủ. Cả đời ta mới gặp được chứng bệnh quái lạ này một lần, làm sao mà không ngứa lòng được. Hay là để ta chữa trị cho nó khỏe lại, rồi sau đó mới làm cho nó chết. Như vậy thì đâu có coi như là phá lệ. Somehow
只想换得半世，笑。